Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Dương Ô Tô. Trong một buổi chiều ngày hôm nay, bên nhà em về được đến 5 con xe đẹp. Và đây, lại tiếp tục cho các bác một chiếc xe Mitsubishi Outrager 2022. Xe chạy được 2,2 vạn, và con này là một chiếc xe lướt đấy các bác nhá. Những ai mà yêu thích cái dòng Mitsubishi Outrager thì biết rồi, dòng xe máy chỉ có 1.2 thôi, ăn xăng rơi vào tầm khoảng 5 lít trên 100 cây. Lành, khỏe, tiết kiệm, mà nói thật các bác là đi con này thì quá rộng rãi, tiện lợi luôn, rộng vô đối luôn, đầy đủ option, chả thiếu cái gì. Mà so với các dòng xe khác thì dòng xe của Nhật Bản thì bao giờ cũng được đánh giá là tương đối khá là cao. Mặc dù các cái mẫu ví dụ như là Hyundai i10 bản sedan, hay là những cái mẫu xe dòng hai đầu của các cái hãng xe của Hàn Quốc thì rất là nhiều. Thế nhưng mà đây một mẫu xe tương đối rất là ok đến từ thương hiệu Nhật Bản Mitsubishi Outrager. Dòng này thì được rất nhiều người lựa chọn đấy các bác nhá. Con này tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng 15K01510. 2022 xe vẫn còn cứng đẹp luôn. Chứ tư nhân chính chủ, một chủ từ mới luôn. Và các bác nhìn đèn đóm của xe nó còn như thế này mà. Đấy, đèn đóm nó còn như mới tinh luôn. Gần như là xe bao zin tuyệt đối, cam kết là xe không có đâm va, không tai nạn ngập nước các bác nhá. Các bác chạy dòng này thì rất là lành bền, ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu, và mức tiêu thụ nhiên liệu của cái dòng này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 4,9 lít trên 100 cây. Đấy, động cơ máy 1.2, số sàn, con này số sàn đấy các bác nhá, bản số sàn. Đấy, bản cơ chưa tiêu chuẩn nên là giá của chiếc xe này mới vậy thôi, nhưng mà em đang bán cái mức giá nó chỉ có hơn 300 triệu một chút thôi. Vâng, đúng hơn 300 triệu một chút là các bác đã sở hữu ngay được mẫu xe này rồi. Thực sự là một cái mức giá rẻ không tưởng luôn, không nghĩ rằng nó lại rẻ như vậy các bác ạ. Và chiếc xe thì nói chung là về độ chất thì bao zin toàn tập cho các bác, máy số zin, keo chỉ zin, bao cam kết là không có đâm va, không tai nạn ngập nước nhá. Các bác nào mà quan tâm thì các bác có thể là qua cửa hàng em xem xe trực tiếp tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và bên em thì kinh doanh tất cả các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà, tất cả những cái dòng xe hatchback, sedan hai đầu, hay là các cái dòng SUV gầm cao, CUV, rất nhiều các cái mẫu xe có thể lựa chọn tại Vũ Dương Ô Tô. Và con này là bản số sàn nhưng mà nó lại có đến tận 4 cái túi khí rồi các bác ạ. Rất là nhiều luôn. Vô lăng này, người lái, người phụ và cả ghế cũng là có túi khí đầy đủ cho các bác nhá. Xe còn ngon và là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Thái Lan nên cái dòng này thì đi rất là lành bền. Đặc biệt là các bác biết cái thương hiệu Thái nó đã đẳng cấp đến như thế nào rồi. Xe Thái bao giờ đi cũng sướng các bác ạ. Lốp thì vẫn còn nguyên cả dàn, toàn bộ là dàn lốp của xe là vẫn còn nguyên zin 2022. La răng phay các bác nhá, con này là đang sử dụng la răng phay đúc toàn bộ. Đấy, dòng này thì đi chạy rất là êm và cái khả năng cách âm chống ồn của nó cũng ở cái mức trung bình khá, không thực sự là tốt so với những cái dòng sedan hạng sang, nhưng mà được cái là cách âm như vậy là ok rồi. Còn về tôn vỏ của xe thì bao cứng bao đẹp cho các bác luôn, cam kết là không có đâm đụng một chút nào. Đấy, các bác nhìn là tôn vỏ sơn zin, toàn bộ là sơn zin nhá. Đấy, mặt catalang của xe đây đẹp căng đét đèn đẹp luôn này, không hề có lỗi lầm. Cản trước này, đồng sơn đều, sạch sẽ. Và con này thì đã được độ quả đèn bi gầm. Đèn bi gầm Topic sao nào. Đấy, đèn bi gầm Topic các bác nhá. Một đôi bi gầm Topic, khả năng chiếu sáng rất là ok. Còn cái đèn chiếu đèn pha của xe thì là đèn halogen zin nguyên bản. Đấy, bầu đèn, chóa đèn thì gần như là mới tinh, như ở trong hãng chui ra thôi. Vì con này là một chiếc xe chạy rất là ít, đi đêm ít, thành ra là chất đèn nó chưa có bị bong chóc, chưa bị ố vàng một tí nào luôn. Đấy, màu đèn trong vắt luôn đấy các bác ạ. Sơn sườn tôn vỏ xe này mỏng te đấy các bác nhá. Và chiếc xe này đang sử dụng toàn bộ dàn lốp là Potenza, lốp 18555 la răng 15. Và con này thì tương đối là ok, lốp là zin 2022, lốp mới tinh luôn các bác ạ. Cua lốp, lòng lốp này ngon lành, cành đào êm ái mượt mà, chạy rất là ổn định luôn nhá. Dòng này thì chạy rất là ổn định. Và xe thì bên em vừa về xong. Đấy, xe vẫn còn rất là cứng luôn, không hề lỗi lầm. Nội thất bên trong xe thì đang sử dụng tông màu ghế da màu cam pha kết hợp màu đen. Đấy, nội thất này mới tinh luôn, có túi khí an toàn ở trên ghế nhá. Và da của xe thì sờ rất là mềm mịn luôn. Có sàn lót này, sàn lót cao su 2D. Đấy, sàn lót phía dưới này. Và bàn đạp, chân côn, chân phanh, ga của xe thì cũng gần như là mới tinh. Vì một chiếc xe chạy được tương đối là ít thôi, con này mới chạy được có đúng 2,2 vạn, chuẩn chỉ, không tua một tí nào luôn. Vô lăng củ số thì gần như là mới, đây các bác nhìn này, nó gần như là mới luôn. Tất cả các chi tiết của xe vẫn còn gần như là mới kính con. Bản lề ốc vít của xe là chưa có động chạm một chút nào. Đấy, chưa động chạm một chút nào luôn nhá. Ốc vít bản lề là còn nguyên này. Đấy, tapi sạch sẽ, keo chỉ là con này là keo chỉ là bao zin đẹp cho các bác luôn. Đấy, các bác đi dòng này thì rất là yên tâm.
ngon lành cành đào êm ái mượt mà đấy, máy ngon số ngọt và để nổ start tốt thông minh. Khóa chìa con này thì sử dụng khóa chìa, xin lỗi các bác. Vâng, sử dụng khóa chìa nhá. Kính điện lên xuống là bình thường. Các bác đã đỡ được cái tiền mà dán phim cách nhiệt của chiếc xe này rồi. Đấy, dán phim cách nhiệt của chiếc xe này các bác đỡ được bao tiền rồi. Riêng cái quả dán phim này của nó cũng giá 3-4 củ rồi, không ít gì đâu ạ. Vâng, và trần của chiếc xe là trần nỉ zin nguyên bản này các bác nhá, không có độ chế gì cả. Đấy, còn nguyên này. Dòng này là một cái dòng xe rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái thứ nhất là rộng rãi tiện nghi bên trong. So với i10 sedan thì không có tuổi, i10 sedan không có tuổi so với cái độ rộng của cái dòng này. Cái thứ hai là về thương hiệu của cái dòng này thì đây là một dòng xe của Nhật Bản rồi. Nhật Bản thì dòng xe lành, và Mitsubishi là một cái dòng xe mà được cực kỳ nhiều người lựa chọn luôn. Cái dòng xe này đưa đi rất là lành, máy ngon êm, và con này thì động cơ máy chỉ có 1.2 thôi, rất là tiết kiệm luôn. Đấy, keo chỉ là zin toàn tập nhá. Đấy, ốc zin từng con chưa có động chạm gì cả, tháo mở nó còn nguyên. Đấy, các cái phần chất ốc này nó còn như mới luôn. Như mới luôn các bác ơi. Chưa có mài mòn tí nào, chưa có bao bám các cái dầu mỡ, chưa có bám một tí nào luôn. Đấy, ốc nó còn zin chuẩn chỉ luôn này. Xe rất là chất cứng luôn các bác nhá. Mà lốp bên này đấy, quả lốp này dày khự luôn. Đấy, các bác nhìn toàn bộ dàn lốp mới 2022. Dàn lốp mới tinh luôn. Và con này thì đi rất là chắc chắn. Chắc xe luôn đấy ạ. Vâng, chắc xe và không hề có lỗi lầm tí nào nhá. Các bác đi thì thực sự là yên tâm. Và phần đèn của chiếc xe thì toàn bộ hệ thống đèn của xe đây. Đấy, trong vắt luôn này, bóng đèn trong này. Đấy, và các cái phần gân này của nó là các cái phần khe mép này. Nó đều, nó không có sự lệch lạc. Đấy, không có sự lệch lạc nhá. Không lệch ra ngoài. Đấy, các bác đi thì thực sự là yên tâm. Và con này thì đây, zin nguyên, cả phần hậu sau là sơn, là sơn zin nguyên bản đấy. Hậu sau là sơn zin nguyên bản cho các bác luôn. Dòng này chạy thì rất là ổn định rồi, xe ngon chạy cứng luôn. À, phần bên này đây, phần bên này thì ta thấy là hậu lòng thùng sau này, chỉ keo này còn nguyên đấy, chỉ này của nó còn nguyên luôn. À, các bác nhìn nhá, còn nguyên chỉ này. Đấy, toàn bộ chỉ của nó là chỉ zin luôn. Ở bên này cũng thế này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Vâng. Chất chỉ nó căng đét luôn nhá. Và ốc là zin từng con. Đấy. Phần đồ này thì đây, có một cái tấm thảm chống bẩn này. Rồi lót ghế này. Và cái này thì đây, lốp sơ cua đây, còn nguyên nhá các bác nhá. Vâng, lốp sơ cua vẫn sử dụng la răng đúc, la răng phay này. Đấy, lốp sơ cua còn nguyên bản. Nói chung là về chất xe thì con này thì zin tuyệt đối rồi. Các bác nào mà đến phát hiện ra lỗi thì cho xe tặng tiền luôn. Vâng. Được cái là con này về dòng Mitsubishi, nó một cái dòng xe quá lành rồi. Lành bền chất chắc chắn này. Đấy, tôn sườn này. Đấy, sơn xi bóng lộn đều luôn. Và không hề lỗi nhá. Cửa mở này. Đóng mở cửa nhẹ nhàng êm ái, keo chỉ là zin đét cả xe. Cam kết là không có mất 100 ly keo chỉ nào và không có đâm đụng. Đấy là các bác, là cái dòng này ấy, cái sơn của nó này, sơn của nó là màu sơn rất là đặc biệt. Em đố ông thợ sơn là sơn được cái màu này, nếu mà không phải là sơn hãng. Cái màu này sơn của nó là trắng ánh xanh nhá, nó không phải màu trắng như bình thường những cái lọ sơn xì mua được đâu. Màu trắng đấy nó là trắng tinh như cái kiểu con Kia Morning kìa. Thế nhưng mà đây là màu trắng xanh xanh. Đấy, trắng xanh, nó rất là độc. Đấy, màu này thì hơi khó, nên là nhìn phát là biết ngay là cái chỗ nào là làm rồi. Đấy, các bác nhìn này, tem nhãn đầy đủ, không thiếu cái gì. Đấy, sạch sẽ. Và cái dòng này thì chạy rất là lành nhá. Máy 1.2 lành bền khỏe luôn. Ăn xăng ít này, khỏe này, lành này, chắc chắn này. Đấy, đăng kiểm còn dài miên man. À, các bác mà đi những cái dòng như thế này thì quá bền luôn, quá êm luôn. Và chạy thì rất là ổn định. Đấy. Và con này thì máy êm thin thít, nổ thì thầm luôn các bác. Vặn cái mà đây là nó đây. Đấy, máy nó êm thì thầm như thế này mà. Và cực kỳ êm luôn. Động cơ máy là 1.2 các bác nhá. Vòng tua thấp, máy 1.2. Ăn xăng rơi vào tầm khoảng như em này là rơi vào tầm khoảng 4.9 trên 100 km. Vâng. Nghe thì bảo sao nó ít thế, nhưng thực sự là với con này động cơ 3 máy, máy zin đét từng con ốc như thế này, thì nói các bác là khẳng định luôn. Và xe thì được bảo dưỡng định kỳ tại hãng rồi. Về là không phải làm gì, không phải nghiên cứu gì cả.
Đấy, keo chỉ ra bao ngon, bao ngặt luôn các bác nhá. Cái dòng này động cơ 3 máy thì cái phần này thì nó sẽ rung hơn một chút so với các cái dòng động cơ 4 máy. Nhưng mà được cái chất lành và cái đấy không ảnh hưởng gì đến chất lượng của xe đấy các bác nhá. Đấy, tai đèn này, ngon nguyên này. Căng đét luôn này. Đấy, tai đèn này. Đầu răng trước này. Đấy, các bác nhìn nhá. Răng đầu trước của xe đấy còn ngon nguyên, cứng đét luôn. Đấy, tất cả các cái răng đầu ngang cũng như là các cái mép tai đèn này, xe nó còn nguyên bản. Và xe là chỉ keo cabo là còn nguyên luôn. Đấy, chỉ keo cabo đây. Đấy, còn nguyên đây. Đấy, tất cả các cái đinh chọc này là còn nguyên nhá. Và nỉ lót chống ồn cũng như chống nhiệt của xe nó còn nguyên. Đấy. Máy số rất là ngon và con này có cả ABS đầy đủ đây, không thiếu cái gì. Vâng. Và các bác nào mà yêu thích cái dòng xe Mitsubishi Attrager. Đấy, với cái mẫu xe mà giá nó chỉ có hơn 300 này thì alo ngay cho em nhá. Con này thì các bác thích thì trả góp chỉ cần mang cho em tầm khoảng 130-140 là các bác có thể sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Vừa là ngon, vừa bổ, vừa rẻ và không hề cao cấp một tí nào. Ok, cảm ơn các bác nhé. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Diêu Tô, chuyên các cái dòng xe lành bền cho mọi nhà. Xin cảm ơn. Vũ Diêu Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.